Cuồng Long Vượt Ngục, Diệp Lâm. Tập 28. Sau khi chào tạm biệt Diệp Lâm, ông cụ Bành vui vẻ mà đi về bệnh viện trung y. Trước khi đến đây, ông ta không dám nghĩ rằng chuyến đi lại thuận lợi như thế. Hãy, lúc nãy chỉ lo vui vẻ mà quên nhắc đến chuyện nhận thầy. Ông Bành vỗ trán, cảm thấy cực kỳ hối hận. Lúc đến cổng bệnh viện, ông ta chợt thấy hai bóng người quen thuộc. Ơ, cậu Dương, cô Dương hả? Ông Bành giật mình, tưởng rằng mình nhìn lầm rồi. Thế nhưng khi nhìn kỹ lại thì thấy đúng là cháu trai cháu gái của Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Ngoại giao là Dương Sĩ Tuấn. Sao hai cháu lại đến bệnh viện trung y vậy? Chẳng lẽ là ông nội nhà cháu bị bệnh? Ông Bành từng khám bệnh cho Dương Sĩ Tuấn, vậy nên quen biết khá nhiều người nhà họ Dương, huống chỉ là Dương Đông nổi tiếng ác ôn, muốn không quen biết anh ta cũng khó. Còn bệnh viện trung y thì thường hay khám bệnh cho người lớn. Rất ít có người trẻ tuổi đến khám bệnh. Vì thế, lúc này ông Bành rất ngạc nhiên khi thấy hai người, phản ứng đầu tiên là ông Dương lại tái phát ung thư dạ dày. Viện trưởng Bành, Dương Đông cười chào hỏi. Ông nội Bành, Dương Thiến ngọt ngào gọi. Tính trong cả giới trung y, thậm chí là toàn bộ đại hạ, ông Bành đều được xem như một vị đức cao vọng trọng, ngay cả đám con cháu nhà họ Dương cũng phải cung kính chào hỏi khi gặp mặt. Ông nội cháu không sao. Dương Đông có chút bất đắc dĩ mà cười nói, là cháu và em gái, lúc nấy bị chó cắn. Dương Đông ngại nói là đánh nhau thua, còn bị đánh rất thê thảm, đành phải nói đối là bị chó cắn. Tuy rằng hai người không bị nội thương, nhưng lại bị ngoại thương rất nặng, nhất là Dương Thiến, trên người có rất nhiều vết sẹo, sẽ làm bớt xinh đẹp. Thấy vậy, Dương Đông nổi tính thiếu gia, tuyên bố nếu bệnh viện không chữa hết ngoại thương cho hai anh em họ thì sẽ phá đổ bệnh viện. Lúc đám chuyên gia làm đẹp không biết phải làm sao, đột nhiên có người nhắc đến việc hôm qua thấy Diệp Lâm thử dùng đan dược, ngay cả vết cắt cổ họng cũng có thể lập tức chữa khỏi, vừa không chảy máu vừa không để lại vết sẹo. Tiếc là Bệnh viện Nhân dân chưa thống nhất được là có nên hợp tác hay không, nên chưa có đan dược. Vậy nên, Bệnh viện Nhân dân dứt khoát chuyển hai anh em đến Bệnh viện Trung y, xem như là thoát khỏi hai tên phiền phức. Còn bên Bệnh viện Trung y chỉ mới nhận được lô đan dược đầu tiên. Chưa đưa vào sử dụng chính thức. Nhưng thấy hai người có ngoại thương rất nặng, đành phải phá lệ mà dùng hai viên tiểu hỗn nguyên đan nghiền nát ra rồi bôi lên miệng vết thương cho hai người. Viện trưởng Bành, thần dược của bệnh viện trung y các ông thần kỳ thật đấy. Dương Đông khen ngợi liên tục, tôi còn tưởng rằng sẽ để lại khá nhiều vết sẹo, nào ngờ ngay cả một chút dấu vết cũng không có. Thật sự không ngờ trung y nước ta lại lợi hại như thế. Đúng vậy, Dương Thiến vẫn còn sợ hãi. Cô ta vốn tưởng rằng mình sẽ bị phá tướng, nào ngờ ngay cả vết sẹo trên đầu gối do lúc nhỏ bị ngã cũng mờ sạch sẽ. Làn da được bôi thuốc cực kỳ mịn màng giống như là làn da em bé. Thảo nào những lúc ông nội bị bệnh, ông nội chỉ đến bệnh viện trung y khám bệnh lấy thuốc. Được hai người trẻ tuổi khen ngợi, ông Bành cảm thấy rất là sung sướng. Đương nhiên, ông ta biết rõ tất cả đều nhờ có Diệp Lâm, ông ta chỉ là ăn theo mà thôi. Nhưng dù nói thế nào đi nữa thì lần này trung y xem như là nổi danh rồi. Ngoại thương mà bệnh viện Tây y không chữa được, phải chuyển đến cho bệnh viện trung y chữa trị. Ha ha, hôm nay xem như hai cháu may mắn, bệnh viện bọn ông mới vừa được một lô thần dược. Ông Bành cười nói, nếu tới sớm một ngày cũng không có. Thần dược ở đâu vậy ông? Dương Đông nghe là muốn, có thần dược rồi còn ai đi khám Tây y nữa? Ừ, ông Bành cười nói. Sau này sẽ có nhiều người đến bệnh viện trung y khám bệnh hơn. Ít nhiều gì cũng nhờ có vị thần y kia nghiên cứu phát minh ra thần dược. Là cái loại đan dược chữa hết ngoại thương cho hai cháu đấy, lấy lại danh tiếng cho trung y trung dược. Nghe vậy, Dương Thiến nói với vẻ khâm phục, có bác sĩ lợi hại như thế nữa hả? Cháu rất muốn tự mình đi nói cảm ơn thần y. Ha ha, chữa khỏi là tốt rồi. Ông Bành cười nói lời tạm biệt với hai anh em, gửi lời hỏi thăm của ông với ông nội hai cháu. Hai anh em nhà họ Dương chữa hết ngoại thương, tâm trạng trở nên vui vẻ hơn rất nhiều. Có điều, nhớ tới chuyện mới gặp lúc nãy, vẫn khiến Dương Đông cảm thấy khó chịu. Thằng nhãi kia, tao sẽ không bỏ qua cho mày. Dương Đông siết chặt nắm tay, càng nghĩ càng tức giận. Anh ơi, tạm thời nhờ kỹ thủ đi đã. Dương Thiến vội vàng khuyên nhủ, ông nội bảo chúng ta đi chuẩn bị quà mừng thọ 60 tuổi của ông Khổng trong hôm nay, chúng ta phải nhanh chóng đi mua quà mới được. Nghe vậy. Dương Đông gật đầu, ừ, chờ đến cuối tuần dự tiệc mừng thọ của ông Khổng xong, chúng ta lại nghĩ cách đối phó với tên kia.
Bên kia, Diệp Lâm đang ở công ty mở họp với tăng lớp quản lý, lên kế hoạch cho phương hướng phát triển sắp tới của công ty và các yêu cầu vẽ công việc. Sau khi tan họp cũng là lúc đến giờ tan làm. Diệp Lâm đột nhiên nhận được điện thoại của Tư Đồ Nhật Thăng. Hừm, Diệp Lâm sửng sốt, thầm nghĩ Sở Trần Yêu có vụ án gì nữa hả? Quả nhiên, sau khi cuộc gọi kết nối, giọng nói nôn nóng của Tư Đồ Nhật Thăng lập tức vang lên. Diệp Sở Trưởng, xin lỗi khi làm phiền cậu vào lúc này. Chắc là cậu phải về Sở Trần Yêu một chuyến, bên trên đột nhiên gửi xuống một vụ án khó giải quyết, chúng tôi không dám tự ý quyết định, đành phải chờ xem ý kiến của cậu. Diệp Lâm cưỡi ngựa về Sở Trần Yêu. Lúc này, bên ngoài Sở Trần Yêu đã có khá nhiều thị vệ được điều đến đây từ Phủ Thuận Thiên. Xem ra là một vụ án lớn. Diệp Lâm vừa định đi vào cửa thì đột nhiên phát hiện ngoài cửa có bóng dáng qua lại của Nghiêm Bất Khí. Ha ha! Diệp Lâm mỉm cười, sao anh lại tới đây nữa rồi? Anh hết bệnh rồi hả? Thấy Diệp Lâm quay về, Nghiêm Bất Khí giật nảy mình, sau đó hắng giọng nói. Nghe nói nghỉ làm sẽ bị trừ lương nên dù tôi có bị bệnh cũng đến đây gác cổng. Nghiêm Bất Khí hết cách rồi, nghỉ một ngày trừ một tháng tiền lương, cứ tiếp tục trừ thì anh ta sẽ chẳng còn gì nữa. Huống chỉ, anh ta đang ở một thành phố lớn như Yến Kinh, chi tiêu rất lớn, còn vì khoe khoang mà đi thuê một căn tứ hợp viện để ở, tất cả tiền mang theo đều dùng hết cho khoản thuê nhà. Nếu tháng này không có tiền lương thì tháng sau anh ta phải uống gió Tây Bắc. Hiện giờ anh ta đang làm quan ở thủ đô. Không thể tiếp tục xin tiền trong nhà nữa, cứ không có tiền mãi thì anh ta thật sự không chịu nổi nữa. Dù sao thì anh cũng đã bỏ bê công việc một buổi sáng, vậy thì trừ nửa tháng tiền lương đi. Diệp Lâm bỏ lại một câu rồi tiếp tục đi vào bên trong. Anh, Nghiêm Bất Khí tức giận đến mức suýt nữa hộc máu, sau đó không nhịn được mà hỏi lại, em cũng bỏ bê công việc một buổi chưa mà. Sao anh lại không biết xấu hổ mà đi nói tôi? Sau khi biết tin sẽ bị trừ lương, Nghiêm Bất Khí liền đi làm bình thường, kết quả là suốt buổi trưa cũng không thấy bóng dáng Diệp Lâm đâu. Đối mặt với sự chất vấn của Nghiêm Bất Khí, Diệp Lâm cười khẽ, anh so được với tôi chắc. Tôi là Sở Trưởng Sở Trần Yêu, còn anh chỉ là một tên gác cổng quèn thôi. Anh mới vừa nghỉ ngờ cấp trên, lại trừ thêm nửa tháng tiền lương của anh nghe vậy, Nghiêm Bất Khí suýt nữa ngất xỉu ngay tại chỗ. Diệp Lâm đi vào chính điện, ngoài đồng nghiệp trong Sở Trần Yêu ra thì còn có Hoa Quốc Đống. Sư phụ, có một vụ án khó giải quyết, chắc là chỉ có sư phụ mới có thể xử lý được. Hoa Quốc Đống nói. Kim Lũ Y đứng bên cạnh nghe vậy thì bĩu môi, thầm nói, có rảnh chờ anh ta trở về, chỉ bằng giao cho đội cận vệ Yến Kinh, có khi đã phá án lâu rồi. Vụ án gì? Diệp Lâm hỏi, chuyện là... Tư Đồ Nhật Thăng kể lại hết một lần. Đây là một vụ án trẻ em mất tích liên hoàn. Lúc đầu, Phủ Thuận Thiên cho rằng đây là việc làm của bọn buôn người. Nên đi điều tra theo manh mối này, kết quả là không thu hoạch được gì. Cho đến hôm nay, lại có một người cha đi báo án, nói là con gái biến mất ngay trong tầm mắt của mình. Một con người sống sờ sờ cứ thế biến mất ngay tại chỗ. Điều này khiến cho quan phủ nghi ngờ, cảm thấy không phải là người làm. Nhớ lại hàng loạt vụ án trẻ em mất tích dạo này, mới phát hiện rất có thể là một vụ án liên hoàn. Vụ án mất tích liên hoàn, Diệp Lâm nhíu mày. Đúng vậy. Hoa Quốc Đống nói, hiện giờ chúng tôi đang nghi ngờ vụ án này không phải là do người làm, vậy nên Bộ Tư pháp đồng ý cho Phủ Thuận Thiên chuyển vụ án cho Sở Trần Yêu điều tra lần nữa. Diệp Lâm gật đầu, vậy anh hãy nói chi tiết về vụ án đi. Ok, Hoa Quốc Đống cầm hồ sơ nói lại lần nữa. Tóm lại là một người cha dẫn con gái đi chơi, kết quả vừa mới mua một quả bóng bay cho con gái, sau đó đi mua kem, quay đầu lại liền thấy con gái biến mất, quả bóng bay bay lên trời. Người cha lập tức báo án, quan phủ giới nghiêm toàn bộ khu phố để tìm kiếm mà vẫn không thấy tung tích con gái, thậm chí ngay cả một sợi tóc. Cũng không tìm được. Sư phụ, nếu anh còn chỗ nào muốn biết thì có thể gọi người cha kia tới để hỏi, tôi sẽ sắp xếp cho hai người gặp mặt. Hoa Quốc Đống nói. Diệp Lâm lắc đầu, dáng vẻ suy tư. Bọn buôn người bình thường không có năng lực như vậy đâu. Tư Đồ Nhật Thăng cũng rất nghi ngờ, rất có thể là việc làm của yêu vật. Diệp Sở Trưởng, cậu thấy thế nào? Mọi người đều nhìn về phía Diệp Lâm, muốn nghe ý kiến của Diệp Lâm. Mua bóng bay xong là biến mất hả? Diệp Lâm hỏi, có tìm được người bán bóng bay không? Có thẩm vấn hắn bay chưa? À thì, Hoa Quốc Đống lật hồ sơ ra xem, lắc đầu ni không có ghi, chắc là chưa thẩm vấn. Trong hồ sơ, hắn chỉ là một người buôn bán nhỏ,
chắc là không có liên quan gì đến vụ án đâu nhỉ. Kim Lũ Y cũng nói, chỉ là một tên buôn bán nhỏ thôi, nếu có bản lĩnh thì cần gì phải đi bán bóng bay. Thân phận tầm thường chỉ là một lớp ngụy trang, thân phận càng thấp, người ta mới càng dễ dàng bỏ qua. Diệp Lâm nghiêm mặt nói, người cuối cùng tiếp xúc với con gái mới là người đáng nghỉ nhất. Âu, Kim Lũ Y cười chế giễu, đây chính là kinh nghiệm sau khi ngồi tù của anh đấy hả? Tư Đồ Nhật Thăng sợ hai người lại cãi nhau, vội vàng rời đề tài, chắc là một đám trẻ em mất tích kia cũng vậy, trước khi mất tích đều tiếp xúc với người bán bóng bay, thậm chí là từng mua bóng bay từ chỗ hắn. Đúng vậy, Diệp Lâm gật đầu, sau đó nhìn về phía Hoa Quốc Đống, lập tức liên hệ với người nhà trong các vụ án mất tích, hỏi xem trước khi con bọn họ mất tích, có từng mua bóng bay hay không. Hoa Quốc Đống lập tức gọi điện thoại sai người của Phủ Thuận Thiên đi điều tra rõ ràng chuyện bóng bay. Không bao lâu sau, bọn họ được đáp lời. Quả nhiên là giống như suy đoán của Diệp Lâm, một đám trẻ em mất tích đều từng mua bóng bay hoặc là cầm bóng bay trong tay. Chỉ là chi tiết này không mấy nổi bật nên vẫn luôn bị mọi người xem nhẹ. Thấy vậy, mọi người đều cực kỳ giật mình. Không ngờ rằng Diệp Lâm đoán đúng rồi. Chẳng là người bán bóng bay mới là bọn buôn người thật sự. Diệp sở trưởng lợi hại quá đi. Chỉ dựa vào vài câu nói là nhìn ra được điểm mấu chốt của vụ án. Xem ra đối với Diệp đại nhân mà nói, loại vụ án khó giải quyết kia chỉ là một bữa ăn sáng. Hoa Quốc Đống cũng cảm thán, không hổ là sư phụ, mới đây mà đã điều tra ra được nghi phạm, quả nhiên vụ án lần này cần phải có sư phụ tự mình ra tay mới được. Kim Lũ Y không phục mà lẩm bẩm, mèo mù gặp được chết chuột, lần này xem như là anh đoán đúng rồi. Còn ngây người ra đó làm gì? Diệp Lâm ra lệnh, lập tức truy nã tên bán bóng bay trong toàn thành phố. Nếu có đồng lõa thì cứ bắt luôn. Ok, Hoa Quốc Đống vừa liên hệ với Phủ Thuận Thiên, bảo bọn họ giúp đỡ bắt người, vừa dẫn thị vệ đi ra ngoài tìm người. Sau đó, Diệp Lâm liếc nhìn Kim Lũ Y một cái, cô ta vẫn như cũ, trong tối ngoài sáng đều phải đối đầu với mình. Người khác coi lời nói của mình là chân lý, chỉ có Kim Lũ Y là coi thường lời nói của mình. Vậy nên, Diệp Lâm ra lệnh, Kim Lũ Y, chuẩn bị ngựa cho tôi muốn tự mình đi gặp tên bán bóng bay kia. Rất nhanh, toàn bộ thành phố đã bị chính phủ truy nã, cuộc điều tra cũng được tiến hành quyết liệt. Khoảng một giờ sau, người bán bóng bay đó đã bị người của đội cận vệ Yến Kinh bắt giữ. He he, vẫn là đội cận vệ Yến Kinh mình lợi hại. Là cựu chỉ huy sứ của đội cận vệ Yến Kinh, Kim Lũ Y cảm thấy rất tự hào về cấp dưới cũ của mình. Khiến cho đến nỗi ấm ức phải chăn ngựa cho Diệp Lâm vừa rồi cũng đã phai nhạt đi rất nhiều. Hai. Ai bảo bản thân giờ ở dưới mái nhà của người khác, không thể không cúi đầu. Chỉ có ở đội cận vệ Yến Kinh, bản thân mới được nở mày nở mặt. Rất nhanh, đoàn người đã đến một công viên giải trí lớn, người bán bóng bay hôm nay đang dựng gian hàng của mình ở đó. Cũng may đó là khu vui chơi đã đóng cửa nên người bán hàng không kịp trốn thoát và bị bắt. Theo chỉ đạo của Diệp Lâm, nghi phạm được yêu cầu ở nguyên tại chỗ, anh muốn đích thân đến gặp anh ta. Chỉ thấy người bán hàng đó chỉ mới ngoài 30, trông tâm thường và luộm thuộm. Anh ta cầm một chùm bóng bay trên tay, đến hàng trăm quả, với nhiều kiểu dáng khác nhau, giống như một mái vòm, che kín đỉnh đầu. Đại nhân, tôi bị oan. Người bán hàng thấy đám đông đi đến, ngay lập tức cảm thấy uất ức, tôi thực sự không biết gì cả. Tôi thực sự bị oan. Tôi chỉ là một gã độc thân bán bóng bay để kiếm sống thôi. Nhìn thấy bộ dạng đáng thương của người bán hàng này, đám người Tư Đồ Nhật Thăng cảm thấy anh ta không hợp với cái gọi là kẻ buôn người. Về phần những đứa trẻ mất tích, đều từng mua bóng bay của anh ta, có lẽ cũng chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi. Diệp Lâm liếc mắt nhìn người này, sau đó nhìn quả bóng bay trong tay anh ta, chợt hiểu ra. Chắc chắn anh còn giấu giếm điều gì đó. Lúc này, Kim Lũ Y nhìn chằm chằm vào người đàn ông này và phát hiện ra rằng người đàn ông này không hề thành thật như vẻ ngoài của mình, những gì anh ta nói thật giả lẫn lộn. Đại nhân, tôi thực sự không biết gì cả. Người bán hàng uất ức nói, tôi thật sự chỉ là một người bán bóng bay mà thôi. Hơn nữa tôi nghe nói rằng những đứa trẻ mất tích đều biến mất trong không khí. Nếu tôi có khả năng đó, còn cần bán bóng bay ở đây sao? Chỉ cần dựng một quầy hàng trên đường, biến hóa người sống, có thể kiếm được nhiều tiền hơn việc bán bóng bay. Mọi người cũng cảm thấy điều này có lý, sau đó đều nhìn về phía Diệp Lâm. Ha ha! Anh không cần lo lắng. Diệp Lâm cười đi tới, chúng tôi chỉ đơn giản hỏi một câu mà thôi, cũng không nói anh là kẻ buôn người.
Người bán hàng nghe vậy lập tức thở phào nhẹ nhõm. Đại nhân, vừa nhìn ngài đã thấy là một người tốt, biết đúng sai. Không giống như một số người, không có bằng chứng mà đến vu khống tôi, nói tôi giấu giếm gì đó. Hàm ý những lời này đương nhiên là đang ám chỉ Kim Lũ Y, người vừa rồi còn nghi ngờ vô lý. Anh, Kim Lũ Y nghiến răng nghiến lợi, nhưng không thể thuyết phục đám đông chỉ bằng trực giác của mình. Đáng tiếc ở đây có quá nhiều người, không giống như vụ án giết vợ lần trước, trực tiếp đánh cho kẻ tình nghi một trận liền khai hết. Hừ, tôi thấy anh đang muốn bị ăn đòn, Kim Lũ Y thầm nghĩ. Nếu lần này người bán hàng này có thể trốn thoát, cô sẽ lập tức phái đội cận vệ Yến Kinh bí mật theo dõi, buổi tối sẽ tự mình hành động, không tin anh ta không chịu khai. Diệp Lâm tiếp tục nói chuyện với người bán hàng, bóng bay của anh đẹp lắm, bán thế nào? Đại nhân, ngài thật có mắt nhìn. Người bán hàng mỉm cười, bóng bay của tôi nổi tiếng ở Yến Kinh đấy, hơn nữa vừa chơi vui vừa không đắt. 3 đồng 1 quả, 10 đồng 3 quả. Đại nhân muốn mua 1 quả à? Diệp Lâm nhìn bóng bay nói, được, tôi mua 1 quả. Nhìn thấy cảnh này, mọi người xung quanh đều cảm thấy khó hiểu, không biết Diệp Lâm đến đây để điều tra vụ án hay đến đây để ủng hộ việc kinh doanh của người bán hàng này. Tại sao còn mua bóng bay chứ? Hừ, quả nhiên là một tên vô dụng. Kim Lũ Y lắc đầu thở dài, vụ án này vẫn phải do mình âm thầm giải quyết mới được. Dưới ánh mắt khó hiểu của mọi người, Diệp Lâm đưa tay chọn 1 quả bóng bay. Tôi muốn quả bóng bay con thỏ này. Diệp Lâm cười nói, năm nay là năm con thỏ mà. Được, người bán hàng lấy quả bóng hình con thỏ đưa cho Diệp Lâm. Đại nhân, đây coi như là tôi tặng ngài, chúc ngài năm con thỏ vui vẻ, thăng quan phát tài. Nhưng Diệp Lâm lại không đưa tay ra cầm, mà chỉ vào quả mà mình vừa mới chọn nói, tôi muốn cái kia. Hải, người bán hàng giật mình, sắc mặt hơi thay đổi, nhưng rất nhanh lại mỉm cười nói, hai quả này giống hệt nhau mà. Không, tôi muốn quả kia. Diệp Lâm vẫn kiên trì, nhất định đòi lấy quả kia. Đại nhân, người bán hàng bối rối nói, hai quả này giống nhau mà. Sao tôi lại thấy không giống nhỉ? Diệp Lâm nheo mắt cười, hay là, quả đó có gì khác thường? Người bán hàng làm mặt khổ, ấm ức nói, đây đều là bóng bay bình thường, làm gì có gì khác thường. Đại nhân đa nghi quá rồi. Bảo anh lấy quả nào thì anh lấy quả đấy. Ở đâu ra mà lắm lời thế? Lúc này, hầu quán quân ở một bên tức giận hét lên, mau lấy quả bóng bay đó đi, nếu không tôi sẽ tự làm. Dưới sự ép buộc, người bán hàng không còn cách nào khác đành phải nói, được rồi, được rồi. Lấy quả này. Nói rồi, người bán hàng miễn cưỡng lấy quả bóng bay đó đưa cho Diệp Lâm. Diệp Lâm cầm quả bóng trong tay, cảm thấy bay lơ lửng, toàn bộ quả bóng bay dường như không có chút trọng lượng nào. Nhưng người bán hàng lại căng thẳng nhìn theo từng động tác của Diệp Lâm, trong lòng bất an nghĩ, chẳng lẽ tên nhóc này đã nhìn ra cái gì sao? Không thể nào, điều này tuyệt đối không thể nào. Đó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi. Diệp Lâm cầm quả bóng bay, cười hỏi người bán hàng, anh chủ động khai, hay để tôi giúp anh? Nghe vậy, sắc mặt người bán hàng lại cứng đờ, gượng cười, đại nhân, ngài nói vậy là sao? Sao tôi nghe không hiểu? Ngài biết đấy. Tôi bị oan, xin đại nhân minh xét. Hừ, Diệp Lâm cười lạnh, vẫn còn cứng mồ. Thôi được, vậy thì tôi sẽ cứu những đứa trẻ mất tích đó ra, xem anh còn tiếp tục ngụy biện như thế nào. Cái gì? Những lời này vừa nói ra, mọi người xung quanh đều kinh ngạc. Những đứa trẻ mất tích? Ở đâu? Lúc này, không chỉ người bán hàng hoảng loạn, đám người Hoa Quốc. Đống cũng tỏ ra bối rối. Không biết trong hồ lô của Diệp Lâm, rốt cục ván thuốc gì? Làm gì có trẻ con nào? Người bán hàng cười khổ nói, ở đây chỉ có bóng bay, không có trẻ con. Vậy nếu không có bóng bay thì sao? Diệp Lâm đưa tay ra, búng nhẹ một cái. Đột nhiên quả bóng bay đang lơ lửng trên không bị nổ tung. Ngay sau đó, một cảnh tượng khó tin xuất hiện. Khi quả bóng bay nổ tung, một cậu bé khoảng 7, 8 tuổi từ trên trời rơi xuống, rơi vào trong lòng Diệp Lâm. Những đứa trẻ từng biến mất trong không khí thực sự đã xuất hiện lại từ không khí. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 28.